Đầu tiên Minh Hoàng xin chào quý vị và các bạn thân mến. Buổi chuyến thiện nguyện hôm nay mấy anh em đi phát gạo hồi sáng ở Sa Đéc quý vị. Về có nghe ghé thăm ông lão 100 tuổi ẩn tu trong vườn nhãn. Giờ ông lão cũng đang ngồi chặt ba cái nhánh khoai mì gì nữa quý vị. Ủi nè, ông lão ở trong cái vườn nhãn đi tìm rất là khó tìm luôn á quý vị. Đây nè quý vị, thế này nhãn nè, vừa ở đây là xứ nhãn luôn á, vườn nhãn bao la luôn. Đây khoai mì. Hôm nay tới thăm cụ, không biết mua cái gì quý vị, không biết cụ là gì. Dạ con chào ông. Dạ chào. Nên mua một thùng mì ba miền là lá đa mì chay với hai chai nước khoáng cho cụ chứ. Dạ với cụ có nấu. Ông đang làm gì ông? Chồng phải mì hả? Dạ. Hôm nay tụi con ghé thăm cụ nè. Dạ mô Phật. Giờ cụ vô nhà được không? Vô nhà lấy áo mặc vô đi không? Dạ cụ vô nhà bận áo vô đi. Cụ đang chặt cây. Cụ đi rồi. Cụ 100 tuổi rồi quý vị mà đi đó, đi rồi. Chứ 100 tuổi rồi. Từ từ rồi đi từ xuống từ từ xuống. Nay ba anh em đi phải chui xuống nè cây chiến cá. Đó, đi phải cúi khum xuống nè. Sình lầy mưa á. Mưa ướt không ta, nước cái dũng này dâng lên cao ướt không ta? Ngập á. Ở đây ông cụ xài điện năng lượng nè. Hả? Hai cái miếng năng lượng nè. Có một cái cây đa luôn ha. Ở dưới cây bồ đề nè. Rồi ông cụ là hình Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi ngay gốc bồ đề lấy bịch ni lông che lại. Hồi nãy mà phải mình biết cái ông cụ mà ông không có chiếu gì mình mua chiếu thôi kìa nè. Phải biết mua cho cụ cái chiếu để ướt mem mà sao ông nằm trời. Ba cái khăn nước nhẹp sao ông cụ nằm ta? Trời đất ơi. Hả? Rồi còn ông. Rồi. Ông có chiếu không ông? Có mà tôi không có không có nằm. Không có nằm chiếu. Bởi vì cái ngựa này nó dơ quá. Cả chiếu xuống nó dơ hết trơn. Đây có cây bồ đề nè. Cây bồ đề. Ông cụ tu ở tại cây bồ đề nha. Rồi ẩn tu. Ẩn tu. Đây là vườn nhãn. Nè cái cây bồ đề này, ở đây tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cái hình che lại là lấy bịch ni lông. Ở đây tối mưa lớn rồi có dột không cụ? Không có dột. Không có dột, có trăng á. Dạ không hộp không ướt thì ha. Tôi dần xung quanh với cho đó thì lợp cũng không có dột. Ông mặc áo vô đi không? Rồi cái chỗ ông cụ thấy sót quá cả nhà. Rồi có cái bát nữa nè. Cái bình bát. Cái bình bát. Bình bát của ta cho ha. Ông có bình bát đó mà ông có đi khắc thực lần nào chưa? Không có đi. Không đi. Hai giờ tôi có đi khắc thực. Dạ. Mình tự sống lấy là chưa. Dạ. Mình làm mình ăn à. Ông làm tự làm tự ăn. Dạ. Dạ. Cụ đây làm gì cụ? Thì mình trồng á, mình trồng á. Mình trồng rẫy, trồng rau á. Ông cụ trồng rẫy nữa hả? Có trồng rau ăn chứ. Rau. Trời ơi, 90 tuổi trồng rau, trồng hay mì. Năm nay cụ nhiêu tuổi? 92 tuổi. 92 tuổi rồi. Trời ơi. Cái vườn nhãn này có ai không? Của tôi à. Ôi vườn nhãn này của cụ luôn hả?
rồi để cho ông cụ bận đồ bận ăn, mình hãy vô hỏi thăm cụ. Này cái gì ở dưới cái cốc dân mùng tối mũi nhiều không cụ? Không có, đây không có mũi mà. Không có mũi hả? Ai ai cho cụ cục xà bông Thái nè? Ở trên Sài Gòn á. Ừ. Cái bên trên Sài Gòn á đi. Dạ. Xuống cho đó. Sài Gòn xuống thăm cụ ha. À, cho cụ cục xà bông ha. Cái này ngồi đông người lên nó sụp xuống không? Không, không chứ rồi. Cứng lắm hả cụ? Không có sợ. Giờ ông Duyên ngồi phía đó đi. Cụ ngồi xích sát vô trong đó đó. Dạ dạ. Dạ. Thôi cụ qua bên đây hả? Mình vô trong đó ngồi luôn. Đi. Rồi phải chung vô nè. Bỏ dép ra quý vị ơi. À, cụ ngồi đâu, cụ ngồi đó đó hả? Cụ ngồi đó đó hả? Cho con kẹt cái mít. Sợ không biết cụ nói lớn tiếng không. Hãy quên lấy mít. Khoan. Ông ngóc đi. Đúng rồi, ông ngóc lên đi con. Trong đây hơi tối ha. Hơi tối một chút, bởi vì ngược sáng. Hơi tối, quý vị thông cảm, tự vì trong cái cốc của cụ. Rồi, cho con hỏi ông là ông tên gì? Mà tôi cha tôi không có đặt tên. Hả? Thứ 10. Thứ 10. Tên trong giấy tờ thì tên là Phạm Văn Kiết. Phạm Văn Kiết. Dạ. Yeah. Rồi ông không có nhà cửa sao mà ông phải ra đây ông che một cái túp điều vậy mà? Có nhà của vợ tôi với con tôi ở bên kia rồi. Coi như là ông ra riêng ông ở đây để ông tu. Ông ra đây cái chậu này ông ở bao nhiêu năm rồi? Cái này mới cách đây à chú. Tôi mới về đây khoảng 4 năm à. Kẹp lên đó cụ. Chỗ ngủ của cụ đâu cụ? Đó chỗ đó nha. Cái này ướt không cụ? Không ướt. Hôm nay tụi con ghé thăm cụ không biết mua gì, không biết cụ ăn gì nữa. Có biếu cụ thùng mì chay ha. Có gì hay. Chú ơi. Dạ, lấy hai chai nước đưa cụ luôn Phương. Đây là hai chai nước đây là cụ. Rồi biếu cụ thùng mì với hai chai nước ha. Cụ ăn chay hả? Không có, cái là Phương cho chị ăn đấy à. Coi như là cụ không phải là ăn chay, ai tặng gì cụ cho ăn cái đấy. Mà bạn. Dạ. Tại sao cụ có nhà mà không ở mà phải mình cắt cái chòi ra riêng này ở cụ? Bởi vì ở nhà ở chung á, rồi có người ta đằng xóm người ta lại người ta chơi á, nó ca hát á. Rồi nó rất là ồn ào á. Tôi lại ở đây có một mình á, cho nó thanh tịnh á, cho vắng vẻ cho thanh tịnh á. Tụi con xem nhiều cái clip thấy cụ cũng có hiểu tu về Phật pháp cụ. Thấy cụ cũng có chia sẻ về Phật pháp ha. Có kỳ thấy cụ ngồi ở đâu cụ viết chữ viết chữ phạn hay gì hả? Viết ở dưới đó. Như mấy cái tấm á, mấy cái tấm bự á. Dạ. Rồi cụ biết tu bao lâu rồi? Mơ Phật tôi biết thì biết rồi lâu rồi, nhưng mà mới có đi khỏi cái gia đình á. Dạ. Thì khoảng 40 năm nay.
À, có nghĩa là cụ ly gia là khoảng 40 năm nay rồi ha. Dạ. Dạ. Vì nó lúc đó 40 mấy tuổi đã ra đi rồi. Ba mấy tuổi. Này bố này cụ à, cụ là hơi 44 mấy tuổi. 40 tuổi, 52 tuổi. À. Năm nay 92 là lúc cụ đi ra khỏi nhà là 52 tuổi. Ừ. Tụi con được biết là cụ nghe nói là cụ có một thời gian không ăn cơm, nó có đúng không cụ? Coi mơ bảo là à, không ăn cơm á thì khoảng 40 năm nay không có ăn cơm á, ăn ăn rau á, ăn rau nhiều cơm á. 40 năm nay luôn hả cụ? Mơ bảo vậy mì cụ có ăn được không? Được, ăn cái mì á thì à, khách ra phương cho cái chị ăn đấy á. À. Mì hay là bánh mì gì á thì ăn hết, nhưng mà cơm này không có ăn. Hiện tại giờ cụ cũng không ăn cơm luôn? Không ạ, không có ăn. Là 40 năm nay hả? Mơ bảo. À, nếu mà có người cho cơm mà cụ có ăn không? Không, anh cho cơm thì tôi cho lại người khác. Dạ. Cho mấy người ta ăn cơm à. Coi như là bất cứ là cái gì trừ cơm thôi. Mơ bạc. Rồi cụ kể về cái lý do nào mà tại sao cụ lại bỏ cơm? Bởi vì à, bởi vì mình ăn cơm, mình không ăn cơm á, mình ăn không ăn cơm, mình ăn rau á thì lúc nào cũng có ăn hết được. Còn khi mình ăn cơm á thì những cái lúc mình không có gạo á, không có cơm á thì mình không ăn rau được. Cụ phải ăn cơm à. Chứ ăn cơm là không ăn cái gì mà khỏi ăn cơm đó. Ăn gì cũng phải ăn cơm hết. Ăn cơm nó không có đói. Còn ăn cái món khác thì nó đói. Nhưng mà rau á thì mình ăn quen á, ăn quen nó cũng không có đói nữa. Ăn quen thì ăn cũng no, cũng mạnh khỏe như thường. Nó có sốt ruột không cụ? Mới khi mình mới tập á, mới tập khoảng chừng 7-8 tháng thì nó sốt ruột dữ lắm, nó nạo cái ruột khó chịu dữ lắm. Nó không có bình thường như mình ăn cơm đâu. Rồi cỡ khoảng chừng 8 tháng trở lên đó thì nó quen rồi, nó quen mình mà mình ăn nó cũng no như thường, không có sốt ruột, không có gì hết á. Rồi cụ có thường hay bị, nếu ăn vậy có hay bị bệnh không? Không. Mạnh khỏe luôn hả? Không có bệnh. Cũng mạnh khỏe như rồi à. Ăn rau nó cũng khỏe mà, như rồi. Mà các bạn khỏe. Thấy có một điều rất là hay không? 92 tuổi nhưng mà nghe rất là rõ, mà nói chuyện rất là rõ luôn, không có lẫn luôn hay không? Hay chỗ đó. Cho con hỏi cái cụ lúc ăn cơm, ăn rau á, cụ có kèm thêm thịt hay cá gì không cụ? Không, ăn rau á thì mình ăn rau á, rau luộc á, dạ. Luộc ăn không rồi. Mình thứ rau một không? Rồi ăn rau thôi. Ăn rau. Dạ. Rồi vậy mà mình có nước tương mình chấm nước tương, không có tương mình chấm nước muối cũng được. Dạ. Cụ có ăn tàu hủ không? Cái đó là khách đại phương cho có thì tôi ăn, còn không có đâu tôi ăn rau không à. Vì là nói tóm lại là quanh năm suốt tháng là chủ yếu là có rau. 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 Ai cho cụ cái bát vậy? Cái này ở chùa. Cái bình bát ở chùa. Ở chùa. Xin phép cho con, tụi con coi ha, xem cái mặt. Con xem cái. Đưa cụ bưng, đưa cụ bưng. Cái đó để ăn cơm á cụ. À, cái bát này để đựng đồ ăn á, để ăn cơm á. Dạ, con thấy có cá sao này. Sao có cá là cụ? À, cá này ta cho đó. Nhưng mà cụ có dùng không? Có nghĩa là cụ nói ai cho gì dùng nấy đó. Ai cho gì dùng nấy. Cá người ta kho. Ta kho chính sẵn người ta cho mình. Nhưng mà đặc biệt cơm là cụ không có dùng. Nói chung là nó tóm là cái gì cũng ăn hết. Nhưng mà trừ cơm. Có khi nào cụ nghĩ cụ thèm cơm không? Không. Không thèm đâu. Không thèm. Bởi vì mình ăn rau nó quen rồi đó. Nó quen rồi nó không có thèm, chứ còn mới tập á. Mới tập thì nó cũng nhớ cơm á. Rồi hôm nay tụi con tới thăm cụ, có phần quà là thùng mì với lại hai chai nước ha, tụi con không biết mua cái gì. Phần quà này là của em Hoa ở bên Úc gửi tặng cho cụ ha. Dạ rồi chúc cụ nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi. Con cũng cảm ơn cụ rất là nhiều ha. Như vậy con bữa nãy con nói là tại bây giờ lúa gạo rất là nhiều mà tại sao ý nghĩ của cụ là sợ sau này không có gạo ăn là phải ăn rau,
bởi vì mình có những lúc mà mình không làm gì mà có gạo có tiền á là mình ra ăn rau thì mình không có tiền mình cũng kiếm rau mình ăn được, và rau nó mập thiếu gì á. Cái này con nói với cụ nghe nè, thật sự cụ nghĩ đó nó hơi xa rồi. Bây giờ nghèo khổ cỡ nào cụ lớn tuổi người ta cho gạo cụ ăn không hết luôn. Nhưng mà cái chuyện cho là quyền của người ta. Yeah. còn mình á mà họ không có ai cho, không ai cho là mình nói sao? À. Có lúc mà ta không có cho đó. Ông ý cụ nói cũng liên quan tới vấn đề nhân quả. Ý là cụ nói cũng liên quan tới vấn đề nhân quả đúng không cụ? Đúng rồi, là cụ sợ cái nhân quả. Theo cụ chắc cụ cũng có nói ẩn ý gì đó, chắc cụ cũng biết trước cái chuyện gì đó là sắp tới nó sẽ như vậy, nên cụ ăn rau không ăn cơm, cụ sợ vậy đó. Cụ tu 40 năm rồi mà. Rồi vòng vòng đây cụ có trồng rau không? Có trồng dòng sao ranh này chú, trồng rau á, ăn không dài đó, ăn hết rồi, bây giờ sắp cho trồng cái loại nữa. Dạ, cụ cho con hỏi lúc mà cụ còn ăn cơm với cái lúc bây giờ cụ ăn rau á, sức khỏe nó có khác nhau chỗ nào không cụ? Có thể chia sẻ cho tụi con biết. Khác chứ. Dạ. Bây giờ mình ăn rau á, là nó rất là khỏe mạnh đó, không. Dạ. Có đau ốm gì hết luôn á, vậy đó. Nếu được vậy mình trồng rau mình ăn không có tốt. Có sự cách biệt đó, nghĩa là ăn rau vậy không mà nó không có bệnh. Mà bà. Còn mình ăn đủ thứ là dễ bị bệnh cụ ha. Mình ăn á, có nhiều khi mình ăn mạng, mình ăn cá con này con kia đó, thì có những cái con nó độc, rất độc đó. Dạ. Mình ăn vô mình sanh bệnh đó, vậy đó. Nếu mình ăn rau 100%. Mà bà. Mình ăn cá chẳng được không? Mà bà, được. Chẳng khỏe, chẳng tốt đó. Dạ. Cụ trồng khoai mì có khi nào thu hoạch ăn khoai mì chưa? Mới trồng Tết hả chú? Có cũ là trồng khoảng 5 tháng rồi cũng có cũ. Dạ. Nhưng mà bị đồ ăn còn nè, thành ra không có đào. Dạ. Không có nấu ăn. Đồ ăn còn. Có nghĩa là chồng bây giờ có cũ rồi ha. Có cũ. Để đó về bốt về đào lên ăn. Chừng nào không có đồ ăn mình đào. Không có đồ ăn đào lên ăn. Theo như từ giờ con nhìn cụ á, là hồi lúc đó là cụ chắc bự lớn ngừ. Bà. Dạ, tại con dòm cái xương tay à, với bàn tay kìa. Xương rất là to. Bây giờ ốm dữ lắm. Dạ. Bây giờ tôi ốm dữ lắm. Dạ. Hồi đó là làm như chú vậy nè. Bự hơn. Cỡ bên đây nè. Hồi đó rồi tôi 66 kg á. Hồi cả chú á. Hồi cả chú á. Hồi tối tôi mà hăm mấy á, 26 tuổi á. Xương tay đó. Bàn tay kìa, bạn nghe không? Ý là bây giờ chỉ có da với xương không à. Bây giờ ốm dữ lắm, bây giờ không còn gì hết. Dạ. Giờ tôi ở trần, có áo ở trần ra là xương không. Dạ. Xương không. Bà con nghĩ nếu mà cụ không ăn cơm, không có chắc gì thì nó bắt buộc phải ốm rồi. Nhưng mà con không hiểu nổi là nhưng mà cụ ốm mà cụ không có bệnh. Không, cụ không rất bệnh. Là khỏe. Cũng rất là khỏe, nó khỏe. Dạ. Mạnh như thôi. Dạ. Chỉ có đau chỗ cái giò. Cái giò nó gãy á, đau chỗ đó rồi. Ủa sao, nguyên do sao bị gãy cụ? Bây giờ tôi té đó. Lúc mà tôi còn ở trong chùa đó. Rồi tôi tụng kinh tới khoảng 6 giờ chiều, tôi tụng tới khoảng 9 giờ đó. Thì tôi tính tôi nghỉ. Thì đứng dậy nó chóng mặt, tôi cắm đầu xuống, nó lộn vèo, nó lộn cho tôi hai chua và nó lộn rồi có những cái bực mà xi măng nó xây 2-3 bực ra vậy nè, cái nó trúng á, tôi té trúng á, thì trúng là trần cái khu lãng nè, chỗ cái xương đùi nè, cái nó bể ra cái trường, nó bể bấy hết trường. Chỉ có thời gian cụ tu ở trong chùa luôn hả cụ? Không, ở chùa đó thì tôi chỉ ghé tạm chùa đấy để dừng chân mà nghỉ á. Dạ. nghỉ trong vòng một đêm á thì nó ổn định hơn, nó an toàn hơn là mình ở ngoài, thấy không? Dạ. Ở ngoài sao người ta phá thấy á,
thì rồi tôi ở có một đêm sáng ngày tôi đi vậy đó. Ồ, vậy là cụ ngày xưa cụ cũng có đi hành khất đúng không? Không bảo. Cụ cũng đi khất thật ha. Tôi đi xuống là mà mấy chục năm á là tôi đi cũng cho ăn thế mình tại vậy là. Ồ. Cũng đi vậy luôn. Không bảo đi rày đây mai đó không có dừng. Vậy là cụ có đi giống như thầy Thích Minh Tuệ vậy đó. Không, có nghĩa là đi độc hành đó. Đi theo hạnh 13 hạnh Đâu Đà hả cụ? Tôi đi vậy đó. Đi vậy là lụng đâu ở đó, ở bờ ở bụi ở theo gốc cây rồi vậy đó. Cụ đi được bao nhiêu năm? Đi như vậy là cũng khoảng là 30-40 năm ạ. 30 năm luôn. Còn sư Thanh Tệ chỉ mới có 6 năm à. Bây giờ mình kết thúc cái video đây đi rồi. Xin kết thúc video đây quý vị. Mời quý vị theo dõi cái video sau là xem cụ nói về cái cuộc đời tu hành của cụ và cái hạnh tu 13 hạnh Đâu Đà của sư Minh Tuệ. Xin mời quý vị đón xem. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.